kính quý ông bà của toàn thể anh chị em đang hiện diện tại khu vườn thánh xứ Đông Phiên này. Như vậy, cứ mỗi lần vào dịp cuối năm, cánh cửa của năm cũ về thời gian sắp khép lại thì chúng ta lại chuẩn bị bao giờ quên việc dâng lễ Misa cuối năm để kính nhớ tổ tiên, cầu nguyện cho tổ tiên của mình. Và trong những ngày cuối năm này thì ai ai chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi nghĩ đến những người đã khuất. Và việc nhớ đến những người đã khuất là một việc làm thuộc lãnh vực tâm linh và đạo hiếu của con người. Khi đã là người thì ai ai cũng phải có những tâm hồn, những quy chiếu, những quy hướng về tổ tiên. Và đây cũng là truyền thống hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung. Người dân Việt vốn trọng lễ nghi lễ chí tín, tổ tiên sinh ra ông bà sinh ra cha mẹ sinh ra chúng ta. Người con hiếu thảo sẽ biết ơn sinh thành và sống hiếu thảo với cha mẹ đã sinh thành ra mình, đồng thời cũng phải hiếu thảo với tổ tiên là cội nguồn của mình. Lúc ông bà cha mẹ còn sống, con cháu phải phụng dưỡng và phải tuân theo những lời dạy dỗ của các ngài, lựa ý để chiều chuộng các ngài, ăn ở sao cho các ngài được hài lòng. Và khi các ngài nằm xuống, ngoài việc lo ma chay chôn cất, con cháu phải kính nhớ và tưởng niệm trong những dịp dỗ chạp hay là tết nhất. Do đó, việc kính nhớ tổ tiên, ông bà được xuất phát từ lòng thành kính biết ơn của con cháu. Và như thế, việc kính nhớ ông bà tổ tiên chính là đạo làm người. Chẳng vậy mà ngay lúc từ ấu thơ, ai ai chúng ta cũng từng học thuộc lòng những câu ca dao: cây có gốc mới nở thành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu, người ta có nguồn gốc từ đầu có cha mẹ, từ đầu có mình. Thưa các bà và trẻ anh chị em, như thế việc nhớ đến người chết, thứ nhất là chúng ta để biết ơn. Chúng ta không thể tưởng tượng ra thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ như thế nào nếu đã không có những người đã khuất, và nếu không có ông bà tổ tiên chúng ta. Đối với một giáo xứ lớn như giáo xứ Đông Xuyên chúng ta như thế này, nếu các cụ ông các bà cũng như các thanh niên nam nữ chúng ta, hay cũng như các cháu nhỏ, một khi đã biết cầm cuốn sách lên tay mà đọc, tức là biết được chữ Quốc ngữ, thì chúng ta dở lại trang sử của giáo hội, lịch sử của giáo hội Việt Nam, thì chúng ta một giáo xứ rất là tự hào hơn bao giáo xứ trong các giáo xứ của giáo hội Việt Nam. Một giáo xứ có tên tuổi luôn luôn ghi có những chữ là giáo xứ Đông Xuyên ở miền Bắc, mà một giáo xứ đã có sẵn dấu vết của giám mục Việt Nam đã đặt chân lên tới đây, và phép của giám mục lên đến đây thì đã làm cho cả thế giới tôn giáo phải tò mò, phải nghiên cứu về lịch sử của một giáo xứ này. Tại sao một giáo xứ như thế nào mà đã có dấu vết dấu chân giám mục đặt chân đến đây? Chúng ta biết vào những năm tháng khó khăn
khi mà các giám mục giảng đạo rất là khó khăn, đôi khi đi đến đâu đi từng bước thì đi theo dõi từng bước, thế mà đến đặt chân tới một giáo xứ được mọi người che chở cho an ninh, cũng như tạo điều kiện cho những cái cuộc buổi họp của các giám mục miền Bắc, thì đây phải là một giáo xứ như thế nào? Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, cách đây mấy tháng ở tại giáo xứ Thiên Đôi có hai ông thầy ở chủng viện Hà Nội nghe tin ở giáo xứ có một cái bia bằng đá và có một cái điếm ở đầu nhà thờ ở đầu làng, thì được người ta cho biết tin là đấy có một cái bia bằng đá chữ nho, và hai ông thầy ở chủng viện Hà Nội đã được học tiếng tức là tiếng Hán cũng như là tiếng Nôm, thì đã về đây chụp ảnh rất là cẩn thận. Trước khi chụp ảnh phải lau chùi nhẹ nhàng để chụp xem những cái dấu vết, những chữ này có nói gì về lịch sử của huyện Tiên Lãng. Đồng thời cách đây cũng một thời gian thì có một cô học về cao học đi nghiên cứu về lịch sử ở bên Thái Bình, thì thấy tổ tiên của cô có nói rằng tổ tiên cô có liên quan đến cái yếm của Thiên Đôi, và lập tức là cô đã đi sang bên này để mà nghiên cứu cái yếm xem cái lịch sử như thế nào. Vậy thì đối với giáo xứ Đông Xuyên chúng ta, lịch sử là lẫy lừng, thì đối với Thiên Đôi chỉ là một phần mười hay là một phần trăm phần nghìn của chúng ta. Chúng ta rất tự hào có nhiều điểm mà sau này lịch sử giáo hội thế giới cũng như lịch sử giáo hội Việt Nam phải nghiên cứu về Đông Xuyên chúng ta, và đây là một điểm tự hào đối với một Đông Xuyên quê gốc. Còn đối với Đông Xuyên trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta tự hào là có Đông Xuyên Vũng Tàu, chắc chắn là có một làng Đông Xuyên, có một giáo xứ Đông Xuyên. Tôi rất là hân hạnh khi tôi gặp ông giả trụ ở Đông Xuyên chúng ta, và sau khi ông vào miền Nam thì hiện nay ông đang định cư ở nước ngoài. Tôi thật là khâm phục một con người Đông Xuyên khi ông nói rằng để lập lên một giáo xứ Đông Xuyên Vũng Tàu không phải là một cái chuyện dễ dàng. Ngày hôm nay chưa có Thiên Đôi ở miền Nam, chưa có Xuân Hòa ở miền Nam, chưa có Xuân Quang ở miền Nam, và phi tỉnh giáo xứ ở miền Bắc và miền Nam không lập nổi được một cái tên là tên lấy tên của làng mình. Thế vậy thì cái tên của giáo xứ Đông Xuyên ở miền Nam có xuất xứ như thế nào? Và khi tôi học đọc đến lịch sử tôi có hỏi thì cụ có trả lời cho tôi rằng thiên cha để lập được một cái tên Đông Xuyên có mất rất nhiều là công phu, rất nhiều là công sức, và thậm chí còn phải mất trí tuệ cũng như là cái tài năng của cái ngoại giao. Mà quả thật là đúng, khi cùng một số người trong gia đình có mua mấy quả đồi và sau này nhờ máy ủ chi để trở thành mặt bằng, có gọi quy tụ các bà con Đông Xuyên trở về đấy. Và để lập lên một làng đầu tiên thì chúng ta biết ngày hôm nay tôi nói ví dụ như thế này thì rất chúng ta mới biết, ví dụ như là ở một cái khu cảnh, ở một huyện, một thành phố, hay ví dụ như gần đây có một cách đây mấy năm có câu chuyện ở chợ Đồng Xuân có bảo kê, cái người đại ca bảo kê đấy thì không dẹp hết, không cho một những người lăng nhăng như đầu gấu nào đến đấy bị bật bãi, hoặc là những xã hội đen thì phải có như ông trùm mafia đứng đầu thì đánh bật bãi hết tất cả những người mà còn yếu thế hơn mình. Vậy thì về cái một cộng đồng, cái tính chất cộng đồng của Đông Xuyên ở trong Vũng Tàu lúc đó, của Trung cũng như một số người thân quen cũng đã làm công chức của thời một vị trí rất là khá, và cũng đã liên quan các quan hệ được với tỉnh trưởng cũng như là những người trong lãnh đạo của một thời, một cái hoàn cảnh trong một thời đó. Nhờ tiếng nói của cụ và được tỉnh trưởng lẻ thì tỉnh trưởng đã lẻ và đã ký quyết định là tôi đồng ý cho có tên của làng Đông Xuyên. Thế rồi sau đó có tên của làng Đông Xuyên rồi thì cụ đã tìm cách liên quan đến về mặt giáo hội là xin các cha xứ cũng như tòa giám mục làm sao cấp cho chúng con có làng rồi thì sẽ có một tên giáo xứ Đông Xuyên. Và từ đấy Đông Xuyên đã có tên trên trường quốc tế và có tên trên bản đồ của Việt Nam.
Và như thế một trên địa chính là giáo xứ Đông Xuyên cũng như làng Đông Xuyên, xã hội cũng như giáo hội công nhận có một nơi, có một vị trí riêng, tức là như một quốc gia được độc lập, được tự do về pháp lý cũng như mọi giấy tờ cần thiết